Theo lãnh đạo thành phố Phan Thiết, kinh phí hỗ trợ cho người nằm trong khu vực cách ly là 50.000 đồng một người một ngày. Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 30.000 đồng một người một ngày. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân khác. Theo ghi nhận, sau khi nhân viên mặc đồ bảo hộ cách ly kỹ lưỡng thực phẩm đảm bảo an toàn, lực lượng công an, dân quân tự vệ và nhiều lực lượng liên quan khác phân vào từng phần để trong từng túi được dán tên của các hộ gia đình nằm trong khu cách ly. Sau đó, thực phẩm sẽ được nhân viên mặc đồ bảo hộ dùng xe đẩy đến tận cửa nhà dân và phát tận tay cho người dân. Quy trình vận chuyển phân phát được thực hiện rất cẩn thận nhằm đảm bảo cách ly an toàn với dịch COVID-19. Sau khi phát xong thực phẩm, toàn bộ khu vực sẽ được nhân viên y tế phun thuốc sát khuẩn, đồng thời đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Theo thông báo của thành phố Phan Thiết về nhu yếu phẩm, người trong khu vực cách ly sẽ được cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh thiết yếu. Ngoài ra, người dân trong khu vực sẽ được theo dõi, đo thân nhiệt mỗi ngày 2 lần. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.